Chiều ngày 3 tháng 6, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận ủng hộ chung tay phòng chống COVID-19 từ Công ty Điện lực Yên Bái, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái về quyên góp ủng hộ chung tay phòng chống COVID-19, tập thể cán bộ, công nhân, người lao động Công ty Điện lực Yên Bái đã ủng hộ 50 triệu đồng. Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà ủng hộ 200 triệu đồng và Công ty Cổ phần Nông lâm sản thực phẩm Yên Bái ủng hộ 40 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. Cảm ơn và ghi nhận sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Giàng A Tông khẳng định nguồn kinh phí ủng hộ sẽ được tỉnh bố trí sử dụng hợp lý để kịp thời hỗ trợ phục vụ hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Tính đến 16 giờ ngày 3 tháng 6, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận 790 triệu đồng từ 40 cơ quan đơn vị doanh nghiệp ủng hộ chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19.